nhất, siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Em cũng hoảng tâm rất trầm trọng luôn á. Bây giờ tự nhiên mình ở nhà bốn góc tường, ôm cái bụng bầu 4 tháng, không có công ăn việc làm, không kiếm được thu nhập. Mình ngồi trên xe thấy sao hôm nay anh chồng anh không có nói chuyện gì hết. Xong mình quay sang mình thấy anh đang ngồi trên xe anh khóc hụ hụ. Thôi mà đừng có khóc nữa mà, có gì đâu, đẻ xong là xong mà. Ngày mai đi thăm thôi mà, cũng đâu có gì đâu. Sao mà nó vừa đỏ, nó vừa đen mà nó vừa như con khỉ vậy đó chị. Nó nhoi 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 vậy nè. Mà em đố ai có thể nằm ngủ được. Nỗi đau đẻ nó không bằng cái nỗi đau khi mà mình bị cương tắc sữa, có việc cho con bú thôi mình cũng làm không xong nữa. Cái tự nhiên mình thấy mình vô dụng. Dạ. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 trên kênh HTV7 và thứ bảy hàng tuần. Xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng son Eureka, thương hiệu son đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Và thưa quý vị, Ngọc Lan cũng lại rất là vui khi được gặp lại chị Tony A. Xin chào Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mặt em không có vui. Mặt em vui mà. Em vui lắm. Không, dạo này em cũng cái vấn đề áp lực về kinh tế nó vẫn còn và em đang hoài luôn. Em đang muốn start up một cái thương hiệu nhưng mà em chưa biết phải làm như thế nào. Rồi em nói chuyện đó trên chat với mẹ bỉm sữa làm gì? Em chia sẻ nhẹ với chị thôi. Chị biết tại sao không? Là tại vì ngày hôm nay chúng ta gặp một bạn vừa giỏi trong chuyện chăm con nè, mà vừa giỏi trong công việc, mà đặc biệt là bạn vừa mới start up một cái thương hiệu riêng dành cho bạn, rất là thành công. Trời, dạo này cơm áo gạo tiền ám ảnh Ngọc Lan ghê. Và ekip biết rõ điều đó hay sao? Mình có một sự ganh tị nhẹ. Đó là ekip rất là ưu ái những tâm tư của Ngọc Lan. Trong khi cái tâm tư giảm cân của mình, ekip cũng có ưu ái vậy trơn trọi á. Vậy mới muốn chắc mời một bác sĩ lên đây. Vậy khách mời của ai thì người đó mời ra đây. Xin được mời vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay ạ. Trời ơi. Dạ, em chào chị Tony A, chị Ngọc Lan. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Mình là Phượng Dương, tại mình đang là mẹ của một bạn nhỏ được 6 tháng tuổi và hiện tại cũng đang start up một dự án nho nhỏ. Dự án nho nhỏ hả? Bạn khiêm tốn á, chứ bạn này nhỏ đâu. Bạn này mình nghĩ là ai quan tâm tài chính hoặc là dân kinh tế thì chắc cũng có biết. Bây giờ mình quay ngược trở lại với cái hành trình làm mẹ của mình. Lần đầu tiên mà mình phát hiện mình có thai là như thế nào? Rất là bất ngờ và cảm thấy có một chút hụt hẫng. Với các bà mẹ khi họ có con họ mừng lắm, nhưng mà với em là thật ra mình cũng mừng đó, nhưng mà nó chưa nằm trong cái kế hoạch trong giai đoạn đó của mình. Nên là lúc phát hiện ra có thai là nói với anh chồng là chết rồi, em có bầu rồi. Mà lúc đó là hai vợ chồng đã kết hôn được khoảng 2 tháng rồi. Việc có bầu nó cũng bình thường thôi, nhưng mà lúc đó mình thấy là bao nhiêu cái kế hoạch trong năm tới của mình nó dang dở hết. Chị nghĩ là dùng từ chính xác thì chắc không phải là hụt hẫng đâu, chị nghĩ nó là sự bối rối. Nhưng mà đúng là bối rối với rất nhiều những cái kế hoạch. Dạ, nó đảo lộn hết cuộc sống của em cái giai đoạn đó. Mà nguyên một cái khoảng thời gian trước đó là đêm nào em cũng đi chúc Tết, em đi gặp gỡ rất là nhiều, thấy chết rồi. Mình chưa chuẩn bị sức khỏe, uống bia rượu một nữa. Một khoảng thời gian mà nó đều khá là nguy cơ. Dạ. Rồi sao rồi em chuyển hai vạch đó qua cho chồng như thế nào? Là lúc đó là buổi sáng xong em mới chạy vô, nhóm hỏi nó: Hanh ơi, chết rồi, không có bầu rồi. Hanh ơi, chết rồi, không có bầu rồi. Anh chồng em nói: ồ vậy hả? Xong cái chồng nói: mừng quá, thì chồng em rất là vui. Chỉ có em là em ngồi bật ra trên sofa em nói: Chết rồi. Đây là một trong những trường hợp hy hữu khi mà chúng tôi làm chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Cứ bay ra mà thông báo thôi, không có kịch bản, dạ không đúng. Có gì anh ơi, có bầu. Mà chồng em rất là vui, trong khi người ta em lại rất vui. Em rất là buồn. Rồi lúc đó em mới nghĩ là em chưa đi hưởng tuần trăng mật. Em cũng chưa enjoy cái giai đoạn vợ chồng lúc mà mới cưới, dạ vợ chồng son. Em còn hình dung là năm đó em sẽ đi du lịch nước ngoài, em sẽ đi đây đi kia cho nó đã rồi về mình mới đẻ. Chưa gì hết, em có bầu rồi. Mà lúc đó là nó ngặt nghèo ở chỗ là em vừa mới nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ. Và em vừa mới nhận một offer một công ty mới. Mà cái offer đó nó mang tới cho em thăng tiến trong công việc, vị trí tốt hơn, thu nhập cao hơn. Mình thấy là mình thăng hoa. Thì đùng cái mình có bầu, giờ mình không biết phải làm sao hết. Lúc đó em mới nghĩ là bây giờ không biết phải làm sao. Mà đơn thì đã nộp nghỉ rồi, em vẫn qua bên kia đi làm. Thì lúc em qua bên kia làm thì mình cũng thiệt thà. Mình gặp chị sếp mới thì mình cũng nói với chị là: chị ơi, em có bầu 2 tháng rồi, nhưng mà em nghĩ là nó không ảnh hưởng đến công việc đâu, vì em thấy em rất là khỏe. Thì đùng cái chị đó, chị nói với em là: chết rồi, em không được rồi. Giờ em mà có bầu vậy, nhân sự họ biết đó là chị sợ họ sẽ làm ảnh hưởng đến cái tâm lý của em cho em đi làm. Thì đùng một cái lúc đó là dịch Covid nó bắt đầu. Hầu như tất cả các công ty họ đều cho nhân viên off ở nhà để làm việc.
rồi họ còn cắt giảm lương của nhân viên. Thì đâu có lý do gì họ lại tuyển một người đang có bầu. Tại vì lúc đó em vô là em vẫn phải thử việc 2 tháng, sau đó em mới được ký hợp đồng. Thì chị sếp đó chị mới nói với em là nếu 2 tháng nữa em thử việc xong mà em đã bầu 4 tháng rồi, nhân sự họ hoàn toàn có thể không ký hợp đồng chính thức với em. Như vậy có nghĩa là lúc đó em mà còn nghĩ em còn ảnh hưởng lớn nữa, thôi thà ngay từ bây giờ em từ chối em không đi làm nữa. Thì đó là sự lựa chọn tốt hơn cho em. Nên cuối cùng cái em thất nghiệp. Lúc đó là dịch Covid bùng lên, giãn cách toàn xã hội. Rồi em cũng không gặp gỡ được bạn bè. Tại vì mình ở nhà mình đã stress rồi, mình muốn hẹn bạn đi cà phê cũng không hẹn được nữa. Em cũng hoảng tâm lý trầm trọng luôn á. Lúc đó là thật sự là mình từ một người rất là trau chuốt, mình ra ngoài, mình giao tiếp xã hội, mình hướng ngoại, mình gặp rất là nhiều người, mình vui lắm. Bây giờ tự nhiên mình ở nhà bốn góc tường, ôm cái bụng bầu 4 tháng, không có công ăn việc làm, không kiếm được thu nhập. Gian nan nhờ. Lúc đó là giai đoạn đầu, hai vợ chồng em mới cưới nữa. Trong cái thời gian mà em chăm bầu, cái sự an ủi, cái sự động viên của cái người bên cạnh, nó có giúp em giải phóng được cái gì? Thật ra là cái giai đoạn mà giãn cách xã hội á, nó cũng là cái giai đoạn mà chồng em được off ở nhà, không phải đi làm. Thế là ảnh mới ở nhà, ảnh chăm em. Thì lúc mà em bị stress như vậy á, thì mọi công việc nhà, nấu nướng này kia là ảnh làm hết. Em chỉ có là đừng có bực bội với ảnh là được. Thì tự nhiên cái em mới nghĩ ra là bây giờ đấy em ngồi đây, em buồn, em bực bội em với chồng em không giải quyết được gì hết. Đúng rồi. Mà nó ảnh hưởng đến tâm lý của em bé em bụng lúc đó đã 4 tháng rồi. Thì vậy nên là em với chồng em mới cùng nhau nghĩ là bây giờ em làm cái gì được. Vì trước giờ em chỉ làm cho một tập đoàn nào đó, một công ty nào đó, em đã quen rồi, em chưa có làm một cái gì riêng hết. Rồi mình cũng ở dưới tỉnh lên, mình không có thu nhập, mình không có cha mẹ để chống lưng hay là giúp đỡ về tài chính hết. Thì bây giờ mình phải tự kiếm tiền để nuôi bản thân mình. Chồng em nói là không có đói đâu. Đúng rồi. Gia đình chồng em là có một cái vườn trái cây, chuyên trồng sầu riêng, chuyên trồng bơ ở trên Đà Lạt. Các chồng em là người Đà Lạt. Thế là hai vợ chồng mới nói thôi mình đi buôn trái cây. Nghề của chồng em là buôn nông sản. Dạ, chồng em là chuyên buôn nông sản. Nhưng trước giờ là chồng em chỉ bỏ sỉ thôi. Mối lái là ở nước ngoài người ta về, người ta nhập chứ không bán ở trong nước. Bây giờ chồng em nói là kênh trong nước anh còn bỏ trống, em phát triển kênh trong nước đi. Dạ, thì nguồn ra em đã có hết rồi. Đúng rồi. Bây giờ em chỉ còn lấy cái đó em đi em bán trong nước thôi. Thị trường trong nước em bán được bao nhiêu thì em lấy tiền đem đi shopping, em đi chơi. Còn tiền ở ngoài nước chồng em bán được thì chồng em đưa về nuôi em với mẹ. Trời, cái ngã này mà đói đường nào quý vị. Hèn chi ông chồng ông quá là tỉnh táo, không đói đâu. Đúng rồi. Trộm vía là trời thương á, là chỉ có là em bị mất hết tất cả thôi. Ngoài ra sức khỏe của em có. Mất hết tất cả. Trời ơi, còn nguyên một cái thị trường nông sản trong nước mà mất hết tất cả là sao? Dạ, tại vì với em á, sự nghiệp nó quan trọng lắm. Mình tự nuôi bản thân mình, mà khi em không có việc nữa, em không kiếm ra tiền nữa, là với em là em mất tất cả rồi đó. Đúng rồi. Thực ra đúng là cái gì ở đời quan trọng thì phải coi người đó là ai. Cho nên cũng đừng có phiên cái giá trị mà mình theo đuổi qua cho người khác. Ví dụ với Phượng thì không, sự nghiệp, giá trị của mình nó quan trọng. Nhưng với một số người thì không, tôi không thích đi làm, thì cái khác đối với họ nó lại quan trọng hơn. Dạ. Em có bầu mà em không nghén, em cũng không có thèm cái gì hết, cứ đều đều. Em có cảm giác là cái bụng em nó cứ to lên mỗi ngày thôi. Chứ em cũng không có thấy mình khác thường gì hết. Mà đến tháng thứ 5 rồi á, mà em còn đi chợ trái cây á, chị không ai biết có bầu á. Cái thời điểm đó người ta nghỉ ở nhà, người ta không có đi làm, nên là nhu cầu ăn của người ta cũng có nhiều ta. Hơn. Dạ, người ta cũng không có đi ra siêu thị đi chợ nữa. Đúng rồi. Nên là em lại ship tới tận nhà cho họ, là thấy là cũng có thu nhập, cảm thấy là cuộc sống nó không phải là bế tắc. Cảm thấy là mình có giá trị rồi đó. Dạ, thấy mình làm được rồi đó. Con người mình nghị lực nó mạnh thiệt á. Vì em không nghĩ một ngày em lại đi chợ trái cây luôn á. Một cái cô lúc trước làm PA rất là bóng bẩy, lúc nào cũng mang giày cao gót, lúc nào cũng đầm body, đi cọc cạch trong công ty. Bây giờ lại đi làm một cô buôn trái cây, chở nông sản đi vòng vòng Sài Gòn vậy đó chị. Nghĩ là mình thấy mình hay thiệt. Tới giai đoạn tầm tháng thứ 5, thứ 6 á, là bầu em mới lớn rồi. Với lại lúc đó dịch Covid nó qua giai đoạn 1 rồi. Mọi người bắt đầu đi làm lại, là người ta không có ăn nhiều nữa. Thì lúc đó buôn bán nó cũng không có được như lúc đầu. Thì lúc đó chồng em với em mới ngồi nghĩ lại là bây giờ doanh thu nó không được nữa rồi, mà mình cũng không có sức đâu mà mình đi làm bán lẻ. Xong rồi cái hai vợ chồng mới ngồi bàn, nhà mình làm tiếp cái gì anh? Thì lúc đó em mới thấy là em có một người chị chồng, chị đang đi làm ở một cái xưởng chuyên về hàng handmade bằng từ len á chị. Thì là ba chị em ngồi lại với nhau. Cái giai đoạn Covid á, người ta trả mặt bằng quá trời luôn. Thì mình nhào vô mình thuê.
Dạ. Nó rất là rẻ chị. Nó rẻ ngoài sức tưởng tượng của em, mà ngay trung tâm quận 3 luôn. Thế là hai vợ chồng em hì hục thuê một cái mặt bằng. Hai vợ chồng em đi từ cái thiết kế rồi dựng lên, rồi chị chồng thì cứ móc đen để lên một cái gọi là chắc một cái luôn. Dạ. Đến cái thời điểm đó là tháng 6, là lúc đó em được 7 tháng bầu, chắc 7 tháng rồi, là em khai trương cửa hàng. Trong cái mùa dịch Covid, mọi người ai cũng nói em là quá mạo hiểm. Nhưng mà lúc nào em cũng nghĩ là trong thách thức nó có cơ hội, nên là mình cứ tin là mình sẽ làm được. Thì đúng là ông vợ không phụ người thiệt chị. Từ lúc đó cho tới khi em đi sanh luôn á, là cửa hàng cứ bán đều đều. Và gần đây nhất là em bắt đầu nhận một đơn hàng xuất khẩu đầu tiên đi Mỹ. Xuất sắc. Thì đến bây giờ cái mà em mừng nhất và cảm thấy tự hào về bản thân mình nhất á, là mình đứng lên được từ những cái gọi là té xuống rồi đó. Mình đã đến lúc không có một đồng nào trong túi luôn. Mà đến bây giờ mình cũng làm được điều đó, mà làm ngay trong cái giai đoạn mình có bầu nữa. Nên là em thấy em bé trong bụng em á, nó có một cái nghị lực nhất định luôn á. Khi em gặp bạn bè á, kể cả gặp những ai đang có bầu á, em cũng muốn nói với họ rằng á, cái việc mình có bầu á là một sự rất là may mắn. Và nếu như mình có bị mất đi một cái gì đó trong cái lúc mà mình có bầu á, thì bạn hãy nghĩ là ông chờ ông không lấy hết đi của mình cái gì hết, và hãy nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực, thì cái năng lượng tích cực nó sẽ đến với mình tự nhiên thôi. Đó là cơ chế á. Có điều là mỗi người cố gắng theo kiểu nào thì tùy từng người. Nhưng mà từ câu chuyện của Phượng, chị chỉ muốn chốt một cái thôi, đó là chúng ta hay dùng từ may mắn trong cuộc sống, đúng không? Nhưng mà thực ra mọi người thì hiểu đúng rằng may mắn không phải là một cái sự kiện toàn bộ là do định mệnh đâu. Nó có hai loại may mắn rất là rõ ràng, đó là may mắn tự thân và may mắn dựa trên cái sự nỗ lực. Tức là người ta gọi đó là may mắn mà do bạn tự thiết kế. Mình tự tạo ra may thực mắn. Thực ra em gọi là mình may mắn quá, mình có một cái đơn hàng xuất đi, mình may mắn quá vì con của mình lanh lợi thì kia nọ. Nhưng thực ra nó là kết quả của cái hành trình trước đó em đi, chứ nó không phải tự nhiên mà nó tới. Hôm đó là em 39 tuần hơn rồi. Em nghĩ là em sắp đẻ rồi, tại em thấy bụng của em là nó cũng bắt đầu tuột rồi. Em đi khám thai á, hôm đó đẹp trời lắm. Bác sĩ nói với em là thứ nhất là xương chậu của em nó hẹp, thứ hai là bác thấy em nhỏ con quá. Nếu như em vẫn quyết tâm đẻ thường á, thì bác nghĩ là bác cần phải làm cho em một cái chụp X quang để bác xem cái xương chậu của em á là nó có đáp ứng được cái việc em sanh thường không. Thì em mới nói là dạ, thì em vẫn ưu tiên sanh thường. Tuy nhiên là nếu bác thấy không ổn thì bác cứ cho em cái quyết định. Chụp X quang xong về bác sĩ lại bảo là không được rồi Phượng à, bác thấy là em không có dấu hiệu nở cái tử cung. Và nếu như bác cho em về, bác không đảm bảo được là trong đêm nay hoặc ngày mai em có khả năng sẽ sanh. Mà nếu như một khi em chuyển dạ tại nhà thì bắt buộc á, là em sẽ phải đi theo đúng trình tự, là em phải sanh thường. Em đau cho đến khi nào em không đẻ được nữa mới cho em đi mổ. Thì em mới nói dạ, thì nếu bác thấy như vậy thì em sanh chủ động thôi. Cái em mới cầm hồ sơ đưa chồng em, nói 6 giờ sáng mai đi sanh nha anh. Chồng em nói ủa vậy hả? Không, chồng em vẫn chưa định hình đó chị. Nói là đi sanh. Xong rồi anh nghĩ đi sanh. Cả cửa hàng ấy nói em không nghĩ là chị Phượng sẽ đi sanh, tại vì em thấy bà còn đụng đỉnh như vậy mà sanh cái gì. Nhưng thôi đi ăn bữa cuối rồi mình, ngày mai mình đi sanh. Trong hình dung của các bạn, một người chuẩn bị sanh là phải rất là lê lết. Dạ đúng rồi. Ý là phải khệ nệ lắm chị. Phải khệ nệ rồi phải đi không nổi rồi. Còn em là em thăng thắc nhiều thỏ vậy đó. Mà em đúng là đến tháng thứ 9 rồi á, em chỉ có bự cái bụng thôi. Còn tay chân mặt mũi em nó bình thường như vậy nè chị. Nên là mọi người nhìn vô không có nghĩ là em sắp đẻ luôn á. Mình thì mình thấy thì ngày mai đi sanh thôi mà cũng đâu có gì đâu. Mình ngồi trên xe mình thấy sao hôm nay anh chồng anh không có nói chuyện gì hết. Xong mình quay sang mình thấy anh đang ngồi trên xe anh khóc hụ hụ. Đó, ủa cái gì vậy trời? Mà lúc đó là 10 giờ rưỡi đêm rồi. Anh đang chở mình về mà ngồi ổng khóc. Sao em hỏi ủa cái gì vậy? Đi nhậu rồi đứa nào nó tán vô mặt cho hay sao mà về đây khóc gì vậy? Tao nói không, trời ơi anh lo quá. Giờ người em bé làm sao? Em nói với chị là em đi sanh em không có khóc gì thôi. Chồng cái cặp này vui á. Cái cặp này là đảo ngược cảm xúc. Đúng hoàn toàn rồi. Cái ngày mà nhận que thử thai thì vui mừng tột độ, trong cái đứa mang bầu thì hụt hẫng vô cùng. Dạ. Rồi ngày mai đi đẻ thì cái đứa không đẻ lại ngồi khóc và tự tính là ngày mai không biết làm sao, biết làm gì. Dạ. Ủa chứ anh muốn ngày mai anh làm gì? Hả, em chồng? Không hiểu luôn. Em mới nói là trời ơi, không ăn ngủ em thì thôi. Đằng này có em phải ăn ngủ lại nữa chị. Mà thương quá. Dạ, em ngồi cái bên em dỗ dai vậy nè. Thôi mà, đừng có khóc nữa mà. Có gì đâu, đẻ xong là xong mà. Đẻ xong là xong.
vậy đó chị, đẻ luôn đúng đó. Rồi khóc miết luôn chị, khóc cho tới gần tới nhà luôn, nấc hai ba đợt luôn á. Sao em mới nói trời lần đầu tiên yêu dữ vậy trời, lần đầu tiên luôn hả? Và em nói lần đầu tiên em thấy cưới nhau cho tới giờ luôn á, lúc mà hai chồng không còn đồng nào hoặc lúc hai chồng cãi nhau gay gắt lắm cũng không có đến nỗi vậy đâu chị. Bây giờ đi đẻ thì khóc vậy đó. Rồi sao? Sao mình cũng dỗ dành cho tới nhà. Lúc đó là đón mẹ em lên, tại vì đi đẻ dội quá mà, nên mẹ em cũng từ dưới quê lên là giờ đó mới tới nơi. Đón mẹ em lên xong á là giờ về tới nhà là 11 giờ lên đi ngủ. Đi ngủ là cả đêm thấy ông nằm ông chăn, ông chồng ông đâu có ngủ được đâu. Còn mình nằm một khò một hơi cho tới ông sáng đang vậy. Tính coi ngày mai ông làm gì. Dạ đúng rồi. Thế là sáng mai cũng đi. Đi là ông ngồi ông im re mà em nghĩ đi đẻ thôi mà. Mặc dù em đẻ lần đầu nhưng mà em cảm thấy là mình đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó rồi, nên là không có gì hết á, mình không lo thôi, anh lo làm chi. Tới cái lúc ký cái giấy á chị, người bố sẽ đồng ý cho việc đi sanh. Và nếu có vấn đề gì thì không có kiện tụng gì với bệnh viện hết. Anh ký xong cái y tá mới kêu thôi giờ chồng đi qua bên khu bên kia đi, vợ đi lên trên lầu đẻ. Em qua xem bé ba chồng em, mình mẹ em thấy mắt chồng em rưng tiếp rồi. Sao em nghĩ nào khóc cái gì mà khóc, đi đẻ thôi mà. Sao em đi vô thang máy em đi lên đi đẻ. Người đàn ông ấy bơ vô lạc lõng như đồng đời. Khi mà được đưa lên trên rồi mình mổ rồi, cái quá trình đó nó diễn ra có suôn sẻ không em? Em vô em cũng sợ lắm chị. Em thấy cái phòng mổ đó có mình nơi nghe mà. Chị y tá chỉ mới chích cho em, chị nói bây giờ chích cái mũi này xong là em chuẩn bị đẻ nha. Em ngồi em chích, em nói ủa xong chưa chị? Chị nói xong rồi. Em nói ủa em nghe nói cái mũi này là nó đau lắm, để chích cho cuộc sống mình mà. Sao em không thấy đau gì hết trơn vậy? Thì chị nói là vậy là xong rồi đó, như con kiến cắn thôi. Xong cái em cũng xong, cái em nằm. Em nằm cái bác sĩ vô nói rồi nha, bây giờ bắt mổ nha, đừng có sợ nha. Thôi lấy tai nghe đeo cho chị đi. Cái em cũng đợi coi là người ta cho em nghe nhạc gì. Em cũng đeo tai nghe. Sau em nghe xong cái em thấy tự nhiên mới đeo tai nghe vô cái đợt là em nghe tiếng con em nó khóc rồi. Nó nhanh nó vậy luôn á chị. Xong rồi cái em nhìn đồng hồ là mọi thứ nó diễn ra trong vòng 15 tới 20 phút à. Xong rồi bắt đầu đưa em bé qua cho em coi á, là em nhìn em bé sao em nói trời ơi, sao con em đen thui vậy trời. Chị y tá chị còn nói em là mẹ tỉnh quá ha, rồi cho em bé nằm bên người em. Sao em cứ gắng em dò mẹ nè chị, sao mà nó vừa đỏ nó vừa đen mà nó vừa như con khỉ vậy đó chị. Nó nhoi vậy nè. Cái mình nói trời ơi đây là em bé đó hả. Là xong cái quá trình đi đẻ mà em thấy là sao mà mọi thứ nó như vậy, em thấy không có đau đớn gì hết đó chị. Rồi em xuống phòng hậu sản á, là lúc đó là chồng em lên. Chồng không em đúng không? Dạ. Chị đang hồi hộp, chị đang chờ. Anh chồng anh lên anh run quá trời luôn chị. Tại chân anh quý hết trơn luôn. Anh nói sao anh nhìn con, sao nói trời con mình đẹp lắm, con mình không có nhăn gì hết trơn á. Con mình đẹp quá trời luôn. Rồi em mới nói đèn thùi đỏ hỏn sao quá có đẹp đâu. Em nói trời em vậy á. Xong trời em nói trời con mình đẹp lắm, con mình không có nhăn đâu em, trời ơi đẹp quá. Cứ đứng khen con mình đẹp không mà chị. Trong khi con vợ nằm vậy đó. Em đang nôn tới cái giai đoạn mà hai bạn này ẵm con về nhà chăm nè. Dạ, đó mới là nỗi khủng hoảng đó chị. Ngay ngày thứ hai sau khi sanh mổ tại bệnh viện là em đã dùng mọi phương pháp để em gọi sữa về rồi đó. Nên mình làm rất là bài bản, tại vì mình đã nghiên cứu trước đó rồi. Bản thân mình biết là mình cũng không kích sữa được, mình mời luôn cô y tá tới kích sữa luôn, là có sữa về cho em bé luôn rồi đó. Cho đến khi về nhà chị, là bắt đầu mình thấy là người ta có một cái cuốn sách là nuôi con không phải là cuộc chiến. Dạ. Nhưng mà khi em bắt đầu vô cái công cuộc đó rồi thì em mới kết luận một câu với tất cả những bạn bè của em là nuôi con thật sự là một cuộc chiến. Đúng rồi. Thật ra người ta cũng muốn đặt tên sách để cho mọi người tạo tư duy tích cực đó. Cũng giống như em ngồi đây, các mẹ ơi đi đẻ không có sao đâu nha. Nhưng một số mẹ đi đẻ sẽ không rất có sao nha chị Phượng. Dạ. Em là nó suôn sẻ từ lúc em có bầu cho tới lúc em sanh luôn. Mọi chuyện mới bắt đầu kể từ khi đứa trẻ ra đời. Dạ. Là em là một trong những ca cực kỳ khó để có sữa mẹ. Nhưng mà cái lúc mà mình gọi sữa ở bệnh viện là mình gọi được chưa? Gọi thành công chưa? Lúc đó là đã gọi được rồi chị. Em nghĩ là gọi được rồi. Rồi về xong rồi bỏ đi tiếp. Về là bắt đầu nó tắt. Dạ. Nó tắt là tại vì mình mỗi lần mình vắt sữa nó không có kịp. Đúng rồi. Mà mình không biết. Bởi vì lần đầu làm mẹ không ai dạy mình điều đó hết. Chỉ có khi mình bị trong cái trường hợp đó rồi mình mới nhận ra là à nó là như vậy. Lúc đó chị biết không, em bé em á, trộm vía nó ngoan lắm. Nó chỉ bú là nó ngủ thôi, nó không hành gì mẹ hết. Nhưng mà em đẻ mổ về ai cũng kêu là nằm nghỉ đi nha, đừng có ngồi nhiều, sau này con đau lưng lắm nha. Mà em đố ai có thể nằm ngủ được. Nỗi đau đẻ nó không bằng cái nỗi đau khi mà mình bị cương tắc sữa. Nó đau gấp vạn lần mà lúc đó em nhớ là em ngồi... Em có bị hành sốt luôn không?
em là bị hành sốt mà em lên tới 39 độ thôi. Dạ, mà lúc đó em nói là nó đau mà em ngồi không được, em nằm không xong, mà em không làm sao để cho sữa em nó ra được hết, mà càng ngày nó về càng nhiều á, em ngồi không luôn á. Trong vòng một tuần lễ đầu á là em cũng có mời cô y tá về thông. Mỗi lần cô tới thông á là em ngồi mà chân tay em nó bụng rụng hết trơn luôn. Ở đâu 8 tầng mây luôn á chị. Sau em còn phải hỏi là em có được uống thuốc giảm đau không chị, vì em đau quá rồi. Lỡ đó em uống 2 bao côn liên tục. Mà uống 2 bao côn thì cái sữa đó em phải bỏ đi, em không thể nào cho con em bú được. Em phải đi xin sữa mẹ của bạn em cho con em nó bú. Mà lúc đó mình thấy là mình có việc cho con bú thôi, mình còn làm không xong nữa. Cái tự nhiên mình thấy mình vô dụng. Dạ, mà mình thấy trời ơi sao người ta làm được mà mình làm không được. Là giai đoạn đó em mới bắt đầu stress. Em stress tới cái mức là trong đầu em á, mở mắt dậy là em đi vắt sữa. Mà em vắt sữa cả tiếng đồng hồ, nó chỉ có một chút xíu thôi nè chị. Xong rồi em gắn cho con em uống. Con em uống xong em lại đi vắt sữa tiếp. Em ngồi đến khi mà em nằm xuống là người em nó rã rời luôn á. Em là một trường hợp mà thứ nhất là cái ngực của em người ta gọi là vú miệng đĩa. Nên nó khó mà có tia lắm chị. Mà đã vậy sữa của em nó về nhiều á, sữa nó về liên tục, mẹ không vắt ra được hết á. Chị biết không, nó kéo dài cái việc tắc sữa của em cho đến khi em bé em bây giờ 6 tháng em vẫn còn bị tắc sữa. Đến bây giờ luôn. Dạ, có nghĩa là nó có giai đoạn sữa rất là thông, xong nó có giai đoạn sữa thì nó tắc. Em không biết vì sao luôn chị. Xong rồi sau này đến bây giờ nè, khi em bé em 6 tháng rồi, em mới nghiệm một chân lý là nếu như có ai bị tắc tia sữa hãy liên hệ với Phượng. Nói thật, tại vì bao nhiêu cái cung bậc mà đi thông tắc tia từ cái cô y tá bệnh viện này tới bệnh viện kia em đi liên tục luôn. Em thay ít nhất 3 dòng máy hút sữa. Đến bây giờ em là đang dòng thứ 4 của máy hút sữa rồi đó chị. Mọi người thấy không, có những người trở thành chuyên gia bằng cách thực chiến đó. Dạ, đúng rồi. Tự vấn đề của mình mà quyết liệt đi giải quyết đến mức cuối cùng thành chuyên gia. Em với giai đoạn đó em với chồng em hụt hạc luôn đó chị. Dạ, tại vì lúc nào cũng bực bội trong người. Hụt hạc rồi đứa nào khóc? Dạ em. À vậy hả? Bây giờ quay trở lại quỹ đạo cũ. Dạ đúng rồi. Tại vì á, đẻ xong mình bị cảm xúc nhiều lắm chị. Làm cái gì cũng có thể khóc hết trơn á. Kể cả con em nó bệnh á, em thấy con em nó bệnh em xót, em cũng khóc nữa. Rồi mỗi tuần á, chồng em đi về thăm em, tại vì em về quê để mẹ em chăm á, thì cứ cuối tuần là anh chồng anh đi từ Sài Gòn về, thì cứ mỗi lần ảnh đi á là coi như em khóc. Nó kinh khủng tới mức là mình nhìn mình trong 4 bức tường. Trong nguyên một cái tháng ở cử mới đâu có đi đâu đâu, là chỉ có nhìn 4 bức tường, xong bế đứa con, 2 cái bình sữa, cái máy kêu e. Em chỉ có làm như vậy từ sáng tới tối luôn đó chị. Trời ơi, trầm cảm là đúng rồi. Tại vì cái sự giải phóng năng lượng cũng như là cái việc mà mình được gia chạm nhiều, chất liệu nó không có. Mà đặc biệt nó lại rơi vào đúng cái một cái người mà trước đây rất năng động, buông cái này là phải chụp cái kia ngay lập tức. Dạ đúng rồi. Nên là em rất là muốn gửi đến các mẹ bỉm sữa, đặc biệt là các mẹ mà đang trong cái giai đoạn mới sanh xong á, thì hãy dành cho mình một tuần, một ngày rủ bạn bè đi cà phê. Có thể gửi con cho bà ngoại, mà nên như vậy. Tại vì khi đi ra ngoài rồi bạn thấy là thế giới ở ngoài nó còn thuộc về mình, chứ không phải là mình là một cái thành phần khác lạ ngoài xã hội, đứng ra ngoài rìa xã hội. Dạ đúng rồi. Và mình cảm thấy là mình được giải phóng năng lượng cực kỳ luôn đó chị. Được đi chơi về rất là sữa rào ào luôn. Còn ngồi hoài với 4 góc tường á, tự động cái mình thấy mình như một cái bà thím vậy đó. Xong rồi gặp chồng lại cau có với chồng, mẹ làm gì không hợp lý cũng cau có với mẹ. Con khóc chút xíu thôi là bực bội với con rồi. Trời, như khi thấy mình á, con người mình á nó kỳ lắm. Sau tất cả, từ lúc mà mình không còn sự nghiệp, mình bắt đầu lại từ đầu, rồi mình sanh con, và bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị trở lại thế giới công việc rồi á, thì mình mới thấy một điều là ông chồng mình, ông chịu đựng mình rất nhiều. Đó là hạnh phúc, là mình may mắn. Rất là thích cái suy nghĩ cũng như là cái cách giải quyết của Phượng. Bởi vì có rất là nhiều các bạn, đặc biệt là các bạn sau sanh á, em cũng không hiểu là lý do tại sao mà các bạn lại cứ bị một cái giới hạn nó vô hình lắm. Nó là bạn tự nghĩ rằng là mình không được quyền đi ra ngoài chơi, mình không được quyền gửi con cho người khác. Thậm chí đó là mẹ của mình cũng không được quyền gửi. Bởi vì các bạn đó sợ người ta nói là mình đi chơi bỏ con ở nhà. Dạ đúng rồi. Và các bạn vô tình tự giam mình ở trong nhà. Dạ. Giam mình trong những cái mớ suy nghĩ rất là tiêu cực như vậy. Dạ đúng rồi. Chứ đâu ai ép đâu. Dạ thực đúng. Thực ra ép thì không ai ép. Và làm cái cách của Phượng thì đương nhiên là nó hợp lý. Nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận ở một cái diễn biến khác là cũng có rất nhiều những cái rào cản để mình hiểu là tại sao họ không chọn cái cách đó. Mặc dù hỏi họ về mặt lý thuyết họ biết rằng là như vậy là tích cực không, họ sẽ trả lời em là họ biết đó. Nhưng mà Phượng là Phượng và các bạn khác là các bạn khác. Những cái chướng ngại đó bao gồm, một trước tiên là kinh tế. Thực ra chúng ta đang đứng ở một góc nhìn, nói gì thì nói, cái khó khăn kinh tế của chúng ta nó cũng sẽ khác với một số các chị em phụ nữ khác. Hai,
em có bà ngoại. Dạ. Nhưng sẽ có những người ngay cả một người bên cạnh họ, thậm chí là chồng luôn cũng không có. Dạ. Giờ gửi cho ai? Dạ. Thậm chí có những bà ngoại gửi không nhận, em tin không? Dạ. Cái thứ ba đó là gì? Đó là dư luận xã hội mà họ lỡ đã phải bị ám thị ngay từ bé về cái gọi là trách nhiệm và sự thiêng liêng của làm mẹ. Dạ. Làm mẹ là phải hy sinh, làm mẹ là phải quên đi thân mình, làm mẹ là dạ. phải. Nhưng mà họ lỡ nhập tâm rồi. Dạ. Bây giờ để họ quên cái điều đó nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Dạ. Cho nên là nói gì thì nói, ứng dụng được càng sớm thì mình được giải phóng càng sớm. Nhưng mà khi chưa ứng dụng được thì bạn cũng phải ngồi để tự hiểu rằng cái gì đang là chướng ngại của mình và từng bước dẹp bỏ cái chướng ngại đó. Dạ. Chứ cũng đừng định nghĩa theo kiểu là không, thực ra hoàn cảnh của em là không được đâu. Được á, nhưng mà có điều cái tiến độ nó sẽ khác với bạn Phượng. Cái dạ. cách làm nó sẽ khác với dạ. Phượng. Nhưng điểm dừng chung một chỗ thôi, đó là chỉ có tích cực thì mới giải quyết được vấn đề. Em cảm ơn chị. Rất là cảm ơn câu chuyện của Phượng mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Chương trình có một phần quà đặc biệt dành cho Phượng. Đây là bộ son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản, gửi tặng cho Phượng ha. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chương trình. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần. Và chắc chắn một điều là chương trình cũng sẽ luôn luôn được phát lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cài app Netlove để chúng ta có thể theo dõi lại tất cả các số của chương trình nha. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh đi qua nhà má anh ăn. Trời, tôi nói anh đi mua về cho em ăn. Không mua chị. Mà em nhớ hoài luôn á, hai ngày trời em không ăn một miếng trong ruột em luôn mà không hỏi câu nào hết. Bé lớn nghén 6 tháng là mình cảm thấy là nó nhiều rồi. Còn bé thứ hai là nó nghén tới đi đẻ luôn. Cũng y chang cái ơi. Câu chuyện nghén như vậy luôn. Dạ, cái người em ốm nhom nhóc mà em mặc đồ bình thường đâu ai biết em bầu đâu. Chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần.